Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình có một số mẫu sản phẩm mới về. Mình sẽ khui cái hộp này ra và xem những mẫu sản phẩm mới của bên mình. Hiện đây mình cũng xin giới thiệu cho anh em một số mẫu mới của bên mình mới về. Anh em chú ý xem và tham khảo nhé. Đây là một số mẫu mới của mình bên mình mới về nhé. Thì mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đầu tiên là chiếc bật lửa Coca, bật lửa móc là móc khóa nhé. Tiếp đến sẽ bật lửa hình viên đạn và hình trái mìn. Đây lại tiếp tục sẽ bật lửa hình bình ga. Đây đây là chiếc bật lửa dạng quẹt này, tí chắc video sau mình sẽ làm video quẹt này cho bạn xem nhé. Đá ở đây. Đây, trái mìn, bình rượu. Đây, trái mìn, viên đạn này, mình đầu lâu rồi. Đây bật lửa hình lá bài. Ở đây một số chiếc bật lửa, đây mình sẽ qua hết những mẫu mặt lá bài nhé. Đây, hình bình ga to này. Số mẫu bật lửa này. Đây. Giờ này thì bên mình về cũng rất chi là nhiều những mẫu mã đa dạng. Này, những chiếc dìu này. Đây hình trái bom, hình bồ cầu này. Đây thêm một chút nữa, giờ này mình về là có những cái mẫu bật lửa hình khẩu súng này, anh em nhìn vào tham khảo. Đã chia làm nhiều mẫu. Những khẩu bé và những khẩu to đều có hết này. Đây là có bật lửa gắn kia ra dè. Đây.
Mỗi bật lửa thì liên minh cẩn thận. Đi mình thật thôi. Rất là thật, trên đây là tất cả những mẫu của hôm nay mình về. Mẫu bật lửa nguyên bình này, bình ga này, bình rượu này, bánh mì này, nón coca này, rượu này, đầu lâu này, đạn này. Trơn có một cái mini hình thái đó. Trên đó là còn nhập thêm một số màu lửa đây thì có tính. Thêm hai mẫu bật lửa có gắn kia kia này. Anh em tham khảo. Có gì thì video sau mình sẽ hướng dẫn thêm và đưa ra những thông tin chi tiết của những chiếc bật lửa mình mang về hôm nay. Thì anh em nhớ theo dõi những cái clip sau để biết thêm những thông tin chi tiết về những mẫu bật lửa mới. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.